Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Tiếp tục trong bài học xử lý khủng hoảng truyền thông, một số các giải pháp thì hôm nay bài học này thì tôi sẽ trình bày tiếp cái nhóm giải pháp tiếp theo. Đấy là nhóm giải pháp truyền thông đối ngoại. Vâng, ta sẽ liệt kê lại này. Chúng ta có nhóm đầu tiên là nhóm công nghệ, nhóm thứ hai là nhóm truyền thông nội bộ, nhóm thứ ba là nhóm pháp lý, nhóm thứ tư là nhóm truyền thông đối ngoại. Tất nhiên trong mỗi một nhóm thì tôi cũng trình bày sơ lược một vài cái giải pháp cơ bản thôi. Thực tế thì các bạn có thể phải bổ sung thêm cho mình để các bạn có được nhiều cái giải pháp tốt, được chưa ạ? Ok nhá. Và nếu các bạn có cái giải pháp gì hay thì các bạn có thể gửi email cho tôi, trao đổi với tôi để tôi có thể sản xuất thêm các video bài học cho các anh chị khác nữa, được không ạ? Vâng. Với một mục tiêu duy nhất là đem được những kiến thức và những kinh nghiệm để giúp các anh chị có thể là phòng tránh, giảm thiểu những cái hậu quả về khủng hoảng truyền thông nếu nó xảy ra, và nếu nó chưa xảy ra thì mình làm nào để nó không thể xảy ra được là tốt nhất, đúng không? Tuyệt vời. Đối với cái nhóm giải pháp truyền thông đối ngoại thì chúng ta sẽ có một số những gợi ý như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể là thông báo, thông cáo, đúng không ạ, công bố các cái thông tin phù hợp để đảm bảo các mục tiêu truyền thông. Thí dụ như là bây giờ cái nạn tin giả trên mạng nó rất là nhiều, tin giả, tin nhiễu nó rất là nhiều, và nó làm cho cái vụ việc nó rất là hoang mang, đúng không? Bởi vì cái nguyên tắc như tôi đã nói là cái nguyên tắc mà lan truyền theo cái hình sóng tròn như thế này, đúng không? Ví dụ như ta ném một cái viên sỏi xuống mặt hồ thì cái điểm rơi nó chính là cái vụ việc. Sau đó các làn sóng nó xoay ra, xoay rộng ra. Thì mỗi một cái làn sóng như vậy nó có thể là có cái hình thức là tam sao thất bản, rồi tâm lý đám đông, rồi đào bới, rồi bới móc, rồi thì đào mộ sự kiện lên, khai thác rất kinh khủng đó. Thế thì chúng ta cũng có thể là đưa ra những cái giải pháp như vậy, chẳng hạn như là đối với những cái vụ việc liên quan đến hình sự ở trên báo chí. Bây giờ chúng ta thấy những vụ tai nạn giao thông hay là những cái vụ mà liên quan đến án mạng chẳng hạn, thì bao giờ cơ quan an ninh cũng phải có một cái phần thông tin chính thức đính chính ở trên mạng, bởi vì trên mạng nó có rất nhiều thông tin không chính xác. Thì các bạn phải nhớ rằng đấy chính là một cách gọi là giải pháp truyền thông đối ngoại đấy ạ. Vâng. Rồi thì họ phải tổ chức họp báo, thông cáo báo chí, họ đưa ra thông cáo báo chí cho vụ việc rõ ràng, họp báo trả lời các câu hỏi. Thế tổ chức họp báo bằng cách nào, đúng không? Thuê một cái văn phòng địa điểm đẹp, sau đó mời các phóng viên đến, các phóng viên có tờ báo lớn lên. Tất nhiên là cố gắng là mời những người mà thân quen, sau đó gửi những câu hỏi trước. Một số những cái câu hỏi mà họ hỏi mình có thể từ chối không trả lời, hoặc là mình có thể là có những cái sự sắp xếp nhất định để mình họp báo và đưa ra thông cáo báo chí. Đấy là cũng là một cái cách để mình xử lý trong và sau vụ việc, đúng không? Mình cũng có thể đưa tin bài lên các cái trang báo điện tử, trang truyền hình uy tín để làm sao để mà giải thích về cái vụ việc của chúng ta, để cho người ta biết rằng là cái vụ việc nó không phải là như vậy, tất cả những cái tin ở trên mạng nó không phải là như vậy đó. Tôi lấy thí dụ như thế này, một cái ngân hàng lớn, và một cái ngân hàng lớn các anh chị có thể tìm trên mạng, tìm cái thông tin, cái ví dụ này tôi nói, một cái ngân hàng lớn là họ bị một cái lỗi rất là đơn giản là cái website của họ thì nó có một cái hiển thị một cái lỗi, một vài cái từ ngữ nó không đúng ở cái phần trang chủ. Đấy. Thế là ngay lập tức là những người ta truy cập vào trang web đấy, người ta nhìn thấy cái vấn đề đấy, người ta chụp màn hình lại, sau đó người ta đăng lên Facebook, người ta đặt vu vơ là gì, website bị tấn công, hay là trời ơi, trang web của một ngân hàng lớn nhất Việt Nam mà như thế này ư, vân vân, đúng không? Thế rồi những người khác vào cũng comment, ui dồi, sợ quá, hay cũng share, sau lại đưa vào group này, group kia, hay là dấy lên những cái vấn đề lo ngại. Thế rồi bắt đầu một phóng viên của một tờ báo nào đó chính thức, vào một cái tờ báo lá cải nào đó, bắt đầu chộp được cái tin đấy, lại đưa lên trên mạng là trang web của cái ngân hàng này bị tấn công, hay là bị lỗi kỹ thuật, hay thế này thế kia, liệu rằng an ninh có đảm bảo, vân vân. Tức là cái vụ việc nó bị đẩy đi rất xa, quả bóng nó được đẩy đi rất xa. Thế thì cái ngân hàng này phản ứng rất là chuyên nghiệp và tôi đánh giá rất cao. Ngay lập tức là họ có một bài viết trên báo chí, một cái tờ báo lớn, đúng không? Một cái tờ báo điện tử thôi.
Đấy, ví dụ như là Dân Trí hay VN Express hay là Cà Phê Bít hay là Cà Phê F gì gì đó, rất nhiều các trang tin phù hợp, đúng không? Đăng một cái bài là gì? Vừa rồi công ty tôi, ngân hàng tôi là có thuê cao thủ về cập nhật bảo mật thông tin trong quá trình nâng cấp hệ thống này kia, thì chúng tôi có vô tình đánh máy là làm lỗi, đây là cái lỗi kỹ thuật của nhân viên của chúng tôi, do cái quá trình là chúng tôi đang cập nhật những hệ thống mới nhất, công nghệ mới nhất của hãng A, hãng B, hãng C mà chúng tôi đã mua và làm đối tác, vân vân. Chúng tôi khẳng định rằng cái lỗi này là không có vấn đề gì cả, nó chỉ là cái lỗi vớ vẩn thôi. Đại khái thế, ý tôi đang nói là theo cái cách mà tôi nói chuyện với các anh chị, đúng không? Và thế là xin được cảm ơn và các anh chị cứ yên tâm này kia. Thế thì các bạn thấy là từ một cái dấu hiệu của khủng hoảng, tất nhiên tôi nghĩ rằng là cấp độ này có thể là cấp độ 1 hoặc cấp độ 0,5 thôi, nhưng mà đấy là cái dấu hiệu có thể xảy ra. Và ngân hàng, đại diện của ngân hàng đã phản ứng rất chuyên nghiệp là thừa nhận cái lỗi đó, đúng không ạ? Thừa nhận cái lỗi đó và giải thích rằng là lỗi đó là lỗi kỹ thuật do nhân viên bộ sơ ý, nhưng mà cũng rất là khôn khéo nói rằng là do là một cái quá trình chúng tôi cập nhật, chúng tôi nâng cấp để đảm bảo an toàn tốt hơn nữa, phục vụ khách hàng tốt hơn nữa, chúng tôi làm việc với những đối tác uy tín hàng đầu ABC gì Z gì đấy. Thế thì cái phần xin lỗi có khi nó chỉ diễn ra độ 1/5 thôi, nhưng mà cái phần nói về cái vụ việc mà chúng tôi nâng cấp, chúng tôi bảo mật, chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn thì có thể 4/5 cái độ dài của cái bài viết. Và như vậy các bạn thấy không ạ? Rất là tuyệt vời. Khách hàng yên tâm, thêm yêu vào thương hiệu, thêm củng cố lòng tin từ một cái sự cố như vậy. Cái cách mà các bạn đưa ra cái truyền thông đối ngoại nó phù hợp, một cái là nó là tạo ra cho mình thêm cái lợi thế rất là tốt. Tức là mình giống như là mình lật ngược tình thế, mình mượn gió bẻ măng luôn, mình làm có lợi cho mình luôn, rất là tốt. Đấy. Tiếp theo mình cũng có thể là sản xuất các cái TVC quảng cáo, và sau đó thì đăng lên trên YouTube, chạy quảng cáo YouTube, đăng lên truyền hình, chạy quảng cáo truyền hình, đúng không? Chạy quảng cáo Facebook, hoặc là chạy quảng cáo Google AdWords để người ta truy cập vào website của chúng ta, vân vân. Tóm lại là chúng ta có thể là phải trả phí cho những cái hình thức quảng cáo trực tuyến để chúng ta có thể xử lý cái vấn đề của chúng ta phù hợp, đúng không? Nhưng nội dung gì, thông điệp gì, hình ảnh gì thì tùy thuộc vào cái cách chúng ta làm và tài chính của chúng ta. Ví dụ như là vụ việc của Tân Hiệp Phát, con rùa nửa tỷ trước đây, thì ngay tại cái thời điểm khủng hoảng và sau khủng hoảng đấy thì công ty Tân Hiệp Phát là liên tục là tung ra các cái chiến dịch truyền thông rất tích cực để lấy lại lòng tin của khách hàng. Ví dụ như là cho phép tham quan nhà máy, rồi mời ngôi sao ABC, XYZ. Tôi nhớ hồi đó là Sơn Tùng MTP cũng là tham gia vào cái việc là tham quan nhà máy, quay video xong chạy Facebook truyền thông cho cái video đó. Để làm gì? Để chứng minh rằng là nhà máy của tôi rất là xịn, không có cái chuyện con ruồi nó đi vào. Đấy, vân vân. Thì đấy là cái cách họ làm mà tôi đánh giá là với cái năng lực tài chính của Tân Hiệp Phát mới có thể làm được như vậy. Làm rất bền bỉ, không mệt mỏi, thuê rất nhiều những cái đội ngũ ekip chuyên nghiệp, rồi thì những cái gương mặt đại diện rất là đắt giá để lấy lại dần dần cái lòng tin, cái uy tín, cái thương hiệu, và tăng cái doanh số dần dần một chút lên, tăng lên. Và bây giờ thì đến cái thời điểm này sau nhiều năm thì Tân Hiệp Phát đã gần như ổn định cái vụ việc đó, mặc dù là họ cũng bị đánh sấp mặt cái thời gian cái vụ việc đó, cái hậu quả nó gây ra. Tôi nhớ rằng CEO của thương hiệu đã nói rằng là họ bị sụt giảm doanh số khoảng 2.000 tỷ, là một con số rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục là chúng ta cũng có thể làm sử dụng thêm những cái cách khác như là đối thoại trực tiếp, đúng không ạ? Hay là thương lượng với các bên có quyền và lợi ích liên quan trong cái vụ việc này, thuyết phục họ để làm sao họ từ bỏ cái mục đích đó, đúng không ạ? Hoặc là giảm thiểu những cái sự tấn công của họ đối với mình, và cuối cùng là mình có thể có cơ hội phản công lại. Phản công không phải là mình dìm họ, mà phản công ở đây là mình làm cho thương hiệu của mình thêm bùng nổ, thêm lòng tin, là mượn gió bẻ măng luôn, nhân cái vụ việc này
tưởng là đang là xấu thì lại thành ra là tốt, đúng không? Đấy, ví dụ như là một cái giải pháp nữa đấy là cái chiến lược là pha loãng giọt siro. Tôi gọi nó là một cái chiến lược pha loãng giọt siro, tức là như này. Hãy coi cái khủng hoảng đó là một cái giọt siro đậm đặc, thì mình hãy pha loãng nó ra. Các bạn cứ tưởng tượng như này nhé. Ví dụ như là bây giờ các bạn uống một thìa mật ong, các bạn lấy một thìa mật ong các bạn ngậm thì nó rất là ngọt, đúng không? Nhưng một thìa mật ong đấy các bạn cho vào 1 lít nước thì tôi nghĩ rằng là nước chẳng có vị gì luôn, lèo pha lèo phèo đó. Thế thì ý tôi nó là pha pha loãng giọt siro theo nghĩa như vậy, tức là vụ việc rất là nghiêm trọng thì mình bắt đầu làm cho nó cảm giác như là bình thường thôi. Tôi lấy thí dụ như này, một hãng hàng không đáp máy bay xuống một sân bay nhầm, đáp nhầm xuống sân bay khác. Ok, thế thì bắt đầu hành khách rất là lo lắng, mạng xã hội báo chí bắt đầu đưa vụ việc lên và mọi người cảm thấy lo lắng. Rồi thế hãng hàng không nên làm gì, đã làm gì, sẽ làm gì, đúng không? Hãng hàng không có thể là gì? Đội ngũ PR, đội ngũ truyền thông bắt đầu đẩy báo chí lên, trả tiền cho báo. Chúng ta trả tiền là bài lên thôi, đúng không? Trả tiền cho báo một bài, vài bài lên trên các cái trang tin và trang báo điện tử lớn. Hãng hàng không ABC ở nước Mỹ, hãng hàng không XYZ ở nước Lào, hãng hàng không 1234 ở nước châu Âu nào đấy. Tôi lấy ví dụ thế, tôi nói ví dụ thôi, đúng không? Cũng đỗ nhầm máy bay ở cái chỗ này, cũng đỗ nhầm máy bay ở chỗ kia. Và bắt đầu vụ việc thấy rằng là mọi người đọc, mọi người thấy là thực ra là thấy rằng các hãng ở trên thế giới nó cũng đỗ nhầm đầy, có vấn đề gì đâu, chẳng sao cả. Xong bắt đầu nó giải thích là tại sao lại bị đỗ nhầm này, do phi công nhầm này, do radar nhầm này, hay là do điều phối nhầm này, hay là do lỗi kỹ thuật ABC. Tất nhiên những cái thông tin này họ đưa ra nó phải là chính xác, nó phải hết sức là chuẩn mực, nội dung là phải để mà tính chất là pha loãng mà. Mọi người đang rất là sợ tại sao lại đỗ nhầm sân bay như thế. Thế thì đọc xong cái thấy là bọn nó đỗ nhầm đầy nên có sao đâu mà. Cái lỗi này bình thường. Ví dụ như thế, đấy là cái cách rất là thông minh để làm mình sử dụng cái giải pháp truyền thông đối ngoại bằng cái cách là pha loãng giọt siro, đúng không? Thế thì các bạn hãy suy nghĩ xem nếu mà các bạn rơi phải một cái vấn đề như vậy thì các bạn sẽ làm gì để mà pha loãng nó ra. Những cái sự cố mà mình gặp phải thì mình bắt đầu cứ làm như thế. Và tôi đánh giá là cái chiến lược này là cái chiến lược rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Các bạn sẽ cần phải có một đội ngũ truyền thông tốt, khai thác được những cái chủ đề có liên quan trên thế giới. Tất nhiên là mình có thể tìm bằng tiếng Anh, sau đó mình viết bài, mình bắt đầu mình đẩy bài truyền thông. Hoặc là mình cũng có thể có một cái chiến lược là đánh lạc hướng. Chiến lược đánh lạc hướng tức là gì? Bây giờ nó đang rất là lùm xùm cái vụ máy bay bị lỗi, máy bay bị nhầm đường băng như này. Thế là ngay lập tức đội truyền thông của hãng hàng không đó, hay là của cái thương hiệu ABC gì Z đó, bắt đầu lại tạo ra một cái scandal khác để cho đám đông là từ chạy từ cái scandal này sang cái scandal này. Các bạn hiểu ý tôi không? Đấy chính là cái chiến lược mà tôi gọi nó là chiến lược đánh lạc hướng, điệu hổ ly sơn đánh lạc hướng. Bây giờ đám đông đang rất quan tâm đến vụ việc của công ty mình, của thương hiệu của mình. Thế thì đội ngũ của mình hãy tạo ra một cái gì đó scandal khác đi, có thể liên quan đến tình cảm của một sao, có thể liên quan đến một mẹ hot girl nào đấy có cuộc sống rất là khó khăn, tự dưng một ngày đẹp trời trở nên giàu có, hay đang rất giàu có lại tự dưng một ngày đẹp trời trở nên nghèo khó, vân vân. Tóm lại là gì? Ý tôi là chuyển trọng tâm sang một cái chủ đề khác mà nó không gây ra cái tình trạng mà nguy hiểm chết người, đúng không? Nó sẽ rất là thú vị, mọi người đọc một vài hai hôm mọi người cũng quên thôi. Cuối cùng có thể là không cần phải làm gì cả. Đối với những cái vụ việc đơn giản thì không cần phải làm gì cả, cứ ngồi im, nằm im ở đấy, không làm gì cả, không nói câu gì cả. Rồi vài hôm nó cũng hết, bởi vì sao? Lại đầy các cái lùm xùm khác, lại đầy các khủng hoảng khác nó cũng xảy ra thôi. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Rồi, thì tôi xin phép kết luận lại những cái giải pháp mà tôi vừa trình bày với các bạn.
trong cái nhóm giải pháp truyền thông đối ngoại. Thứ nhất là thông báo công bố các cái thông tin, họp báo, truyền thông báo chí, đưa bài lên các trang báo chí, viết bài để phản công truyền thông, rồi thì chạy quảng cáo trên Facebook, YouTube, Zalo, Google, website v.v. Đối thoại trực tiếp, thương lượng, rồi thì giúp giảm thiểu cái vấn đề của chúng ta, rồi thì pha loãng giọt siro hay là điệu hổ ly sơn, tức là chuyển từ cái điểm nóng này sang cái điểm nóng khác. Ok, thì tôi vừa trình bày với các bạn một số những cái giải pháp cơ bản như vậy, và rất hy vọng là trong quá trình các anh chị và các bạn học cái video bài học này, hoặc là các anh chị đang gặp phải những cái vấn đề như vậy, công ty của các anh chị, công ty của người thân, người quen, hoặc là cá nhân, các ngôi sao showbiz, hoặc là những người gặp phải những cái tình huống được gọi là khủng hoảng truyền thông, uy tín thương hiệu, thì các anh chị có thể áp dụng những cái giải pháp tôi vừa đưa ra trong bài học này, hoặc là những bài học trước đó, hoặc các anh chị có thể gọi điện thoại cho tôi để mà tôi tham gia vào cái quá trình tư vấn cho các anh chị ngay từ đầu cũng rất là tốt, bởi vì chúng ta sử dụng chuyên gia cũng rất là ok, đúng không ạ? Vâng, thì email của tôi các anh chị biết rồi, phananhonline@gmail, facebook.com/phananhonline, và số điện thoại 0989 623 888. Tôi xin phép nhắc lại 0989 623 888. Các anh chị có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Cái gì miễn phí tôi sẽ miễn phí, cái gì không miễn phí tôi sẽ báo phí cho các anh chị. Vâng, xin chào và xin cảm ơn các anh chị rất nhiều đã theo dõi bài học này.